gỏi gà bông sao đũa. Tuy nguyên liệu đơn giản, nhưng món ăn thì làm xong không kém phần ngon lành và đẹp mắt. Bông sao đũa đem lạc bỏ phần cánh dập, ngắt bớt đầu nhụy và cuốn thì đem rửa với nhiều nước cho sạch, sau đó để cho ráo nước. Thịt gà đem mần rửa cho sạch sẽ, bỏ vô nồi luộc cho tới khi chín. Trong khi luộc gà thì ở bếp kế bên, bà nội trợ sẽ bắt cháo lên rồi xúc gạo đem đi rang cho tới khi vàng đều là được. Tới nhà ai chơi mà nghe từ trong bếp vọng ra tiếng lách cách rang gạo là biết bữa nay nhà đó nấu cháo. Tại vì nấu cháo gà cháo vịt kiểu miền Tây phải nấu bằng gạo rang mới là đúng điệu. Rang gạo xong rồi thì rinh chảo xuống, sau đó tranh thủ bắt nước lên. Nấu sôi mới bỏ bông sao đũa vô trụng sơ, rồi vớt ra, ngâm vô thao nước lạnh một hồi mới vớt ra để ráo. Như vậy thì bông sẽ vừa chín tái, giảm bớt độ nhẫn, nhưng vẫn giữ được cái giòn và ngọt tự nhiên. Thịt gà luộc nãy giờ cũng đã chín, coi gấp ra rồi cũng ngâm vô thao nước lạnh một hồi. Đây chính là bí kíp của các bà nội trợ để thịt gà vẫn giữ lại được độ ngọt trong từng thớ thịt. Đồng thời, thịt gà luôn mọng nước và không bị khô. Sau đó trút phần gạo rang và đậu xanh vô trong nồi nước luộc gà. Hạ lửa vừa vừa để hột gạo từ từ nở bung ra thành cháo. Lúc này mới bỏ thêm nấm rơm và củ cải đỏ sắc hột lựu vô nấu chung, để nồi cháo gà càng thêm ngon, thêm ngọt. Nãy giờ thì gà luộc cũng đã nguội, tôi đem ra xé phai thành miếng vừa ăn ngang. Dân miền Tây trộn gỏi gà là đều ưa xé phai, như vậy thì thớ thịt khi ăn mới cảm nhận được cái chai ngon chất lượng. Từng sớ thịt gà xé ra là mọng nước, dai và thơm, đầy hấp dẫn. Chỉ cần nhìn thôi là biết đúng là gà thả vườn thứ thiệt. Và chắc chắn, món gỏi gà bữa nay sẽ khiến cho người ta thỏa dạ, thỏa lòng cho mà coi. Bây giờ thì các nguyên liệu đã xong xuôi rồi đó. Bông sao đũa đã được trụng sơ màu trắng tươi. Thịt gà đã được xé phai đầy hấp dẫn. Thêm miếng củ cải đỏ bào sợi và rau thơm xanh xanh cùng hành phi giòn giòn thơm phức. Gỏi gà có thể trộn bằng nước chanh đường, bằng nước mắm tỏi ớt chua ngọt, hay cũng có thể đâm muối ớt cho nhuyễn, bỏ vô miếng đường và nặng chanh, trộn lên thành hỗn hợp kẹo kẹo, rồi chan đều lên trên phần thịt gà và bông sao đũa. Bỏ thêm nhúm củ cải đỏ bào sợi và rau thơm nữa, rồi trộn lên để các nguyên liệu được thấm đều gia vị. Vậy là đã xong món gỏi ngon thịt gà và bông sao đũa thanh lành hương vị miền quê. Mà công nhận nghe, món gỏi này trộn lên là mùi thơm hấp dẫn lắm. Mùi thịt gà, mùi bông sao đũa, mùi muối ớt chanh đường, thì cứ là khiến người ta thấy thèm chịu không nổi vậy hà. Người ta thưởng thức gỏi bông sao đũa ngoài để thưởng thức cái vị ngon ngọt tự nhiên của thịt tép sản vật miền ruột đồng, thì còn để là cảm nhận cái vị nhẫn nhẫn nhẹ nhàng của bông sao đũa, nhưng cái hậu của nó lại ngọt ngào thanh tao lan tỏa trong bụng dạ. Cái món gỏi bông sao đũa đó rất là bình dân, nguyên liệu dễ kiếm, dễ làm. Những người nội trợ thường lựa chọn để làm món ăn đổi vị cho cả gia đình. Rồi mỗi khi có khách ghé chơi thì đây lại là món ăn nhanh gọn nhưng lại thấm đậm hương vị miền sông nước để thích đãi khách đường xa. Nơi góc sân nhà, giữa cảnh quê trong lành và mát mẻ, kê cái bàn tròn nhỏ rồi dọn lên món ngon là gỏi gà và bông sao đũa, kèm theo muối ớt chanh và dĩa bún. Sau đó bưng lên nồi cháo nóng, bỏ thêm hành lá sắc nhuyễn, múc cháo ra tô, rắc thêm hành phi và tiêu xay cay cay là có liền bữa ngon để gia đình cùng nhau sum vầy. Bữa ngon dọn lên chỉ có món gỏi vậy thôi,
nhưng mà nhìn đầy đủ và ngon mắt quá vậy hà. Dĩa gỏi gà bông sau đũa có xen lẫn mấy sợi củ cải đỏ nên hài hòa về màu sắc, vừa dịu mát lại vừa đẹp đẽ. Chỉ cần nhìn thôi là bụng dạ đã muốn thưởng thức lắm rồi. Gấp bún vô chén, chan cháo vô rồi già ăn ngon lành. Trong cháo có vị bùi của đậu xanh, thêm nấm và củ cải đỏ tươi ngọt. Ăn chung cái dẻo của bún là ngon một cách hài hòa. Đi đâu đi đâu không biết, cứ nhìn cách ăn cháo với bún kiểu này là thấy đúng điệu miền Tây xứ mình rồi đó. Nặn miếng chanh vô chén muối ớt, quậy đều lên là có liền thứ nước chấm đơn giản mà kích thích vị giác. Gấp thịt gà chấm vô muối ớt. Ta nói thịt gà dường thứ thiệt nên thịt ngon khỏi chê, lại ngọt nữa. Thêm muối ớt mặn mặn cay cay, chua chua, càng nhai là lại càng thấy đã. Nhớ gấp đũa bông sau đũa chấm vô muối ớt nữa nghe. Bông sau đũa chín tái, nhai ở trong miệng vừa giòn lại vừa ngọt, có hơi hơi nhân nhẫn nhẹ nhẹ. Càng ăn là lại càng thấy vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, thích lắm. Mà phải công nhận, cái thứ bông sau đũa quê mùa dân dã này khi kết hợp cùng thịt gà vườn lại làm nên món gỏi ngon lành tới vậy. Ngon tới nỗi ai ngồi vô bàn ăn là cứ chan chan, gấp gấp, chấm chấm, ăn say sưa quên luôn cả no vậy hà. Người dân miền Tây có nhiều cách trộn gỏi gà với nhiều loại rau, hoa khác nhau, vừa ngon lành lại vừa quen thuộc. Vị ngon của những món gỏi này không có gì là đao to búa lớn hết, mà tới từ sự dân dã, mộc mạc của những thứ nguyên liệu gần gũi với cuộc sống hàng ngày nơi miền quê sông nước. Đơn giản thôi là thịt gà luộc, đem xé phai, rồi trộn gỏi với hành tây sắc mỏng và mấy cọng rau răm. Chỉ vậy thôi là cũng đủ ngon lành để cả nhà cùng ăn say sưa vui vẻ. Rồi từ ở ngoài vườn nhà bẻ xuống cái bắp chuối, đem sắc mỏng ngâm vô nước chanh cho trắng, sau đó vớt ra rồi trộn gỏi chung với thịt gà. Món gỏi gà bắp chuối khi ăn sẽ có sự hài hòa giữa vị ngọt của thịt gà với vị chát của chuối cây. Hai thứ mùi vị này tưởng hỗn hợp nhau mà ai dè hợp nhau không tưởng, khiến người ta cứ say sưa ăn hoài mà không thấy ngán. Rồi còn nhiều những món gỏi gà ngon được trộn cùng các loại rau dân dã khác nữa, như gỏi gà rau nhút. Rau nhút sau khi được lặt rửa sạch sẽ, đem trụng nước sôi cho chín tái rồi mới đem đi trộn gỏi. Món gỏi này khi ăn thì ngoài cái dai ngon của thịt gà, người ta còn thấy hấp dẫn bởi cái giòn giòn chan chát của rau nhút nữa. Ăn vừa lạ miệng, lại vừa nên thuốc và tốt cho sức khỏe. Gỏi gà chuối cây thì chuối cây sẽ được sắc ngang hay sắc dọc tùy theo ý thích của từng nhà. Đem trộn chung thịt gà xé phai với nước chanh đường và rau thơm. Món gỏi gà chuối cây ăn xốp xốp lạ miệng, nguyên liệu lại lành và sạch nên ai cũng ăn mạnh miệng lắm. Ngoài ra còn có món gỏi gà rau lang giòn ngọt vị đồng quê, món gỏi gà măng cục mang hương vị của miệt vườn, và món gỏi gà bông sau đũa thanh giòn đẹp mắt nữa. Người ta thưởng thức mùi vị món ăn là một lẽ, nhưng còn là để tận hưởng nhiều hơn nữa là nét mộc mạc dân dã ở miền quê sông nước nơi này. Không ồn ào náo nhiệt, không xa hoa, chỉ một mái nhà quê cùng những món ăn đơn giản, tuy bình dị thôi nhưng khiến người ta cứ nhớ hoài.